Chào lại anh em trong cả nước ha. Hôm nay mình tiếp tục quay con máy Subaru. Con này Subaru anh em là của hãng Mitsubishi á, là biểu tượng của nó là gì nè. Đấy, biểu tượng này là nhìn ta biết của Mitsubishi. Nhưng mà nó chuyên về máy cày máy xới á, thì anh em biết á, hàng này hàng hàng nội địa Nhật Bản. Nó có hàng chữ đây nè, nhưng mà lâu để mưa nắng đồ bể thì nó bay cái chữ đó. Đó, cái hàng là hàng toàn bộ là hàng nội địa nên anh em xài về máy bên mình thì cứ an tâm chứ không có gì. Đó. Máy này mình đã kiểm tra hết rồi, máy 5 ngựa nha anh em. Đó. Máy này lên luống xới đất, vừa lên luống vừa xới đất. Đây mình quay cận cảnh rõ cho anh em nhìn nè. Đó, trong này hai dây cu ro đổi tốc độ đó. Anh em muốn thấy tốc độ nào vừa thì cứ để cái rãnh đó nằm bên trong đây, mình đã kiểm tra hết rồi. Còn cái này là muốn muốn cho bánh đi mà lưỡi không đi thì mình nhắc cái cây này, nhắc lưỡi đó, đó vậy đó. Mọi thứ mình đã làm hoàn chỉnh hết. Một con máy thì về anh em cứ việc xài thôi. Còn anh em muốn quay đầu, quay đầu thì xây lại vậy, rất là nhẹ đó. Quay đầu lên luôn, đi ngược đi xuôi gì đó tùy anh em. Còn chuyển hướng ở đây, hai tay chuyển hướng là dân chu. Rồi thì còn cái hộp này thì anh em muốn đổi tốc độ thì cũng được luôn. Nói chung là ở đây nhông to, ở đây nhông nhỏ, nói vậy thì hiểu. Quay đầu anh em muốn tốc độ nào đó thì anh em cứ quay đầu thì nó sẽ tăng tốc độ hoặc là giảm tốc độ bằng cái hộp xích đó. Này tháo đuôi đều ra được hết nha anh em. Đó. Còn lưỡi nó đây, mình đã lắp cái bộ lưỡi của cửa hàng đây. Nè, bộ lưỡi bằng nhíp ô tô, bộ lưỡi này rất là có giá trị, anh em thấy không, rất là có giá trị luôn. Nè. Lưỡi rất là sắc bén, lưỡi này chiên mà xới xới đất thịt đất cứng gì nó xới rất là thoải mái. Một cái lưỡi này thì nó thì mình cũng từng nói đó, lắp đã lắp bộ lưỡi này vô thì nó sẽ công sức nó bằng gấp đôi bộ lưỡi bãi hoặc là lưỡi chợ. Lý do là nó phù hợp cho vực đất của Việt Nam mình xài. Nè, tổng bề ngang của nó đây mình đo cho anh em xem là 60 nè, 6 tấc, 60 phân á, 6 tấc. Rồi anh em muốn cái này là xới ha, còn anh em muốn lên luống, lên luống tạc đất á thì anh em tháo nè, mỗi bên một tháo ra đây đây, tháo hai con ốc này ra thì mỗi bên anh em thấy rõ không, đó nó có hai khớp đó. Đó, tháo bên đây với bên đây thì tháo bớt ra, nếu tạc đất thì lên luống thì không có cần nhiều, không cần dài, thì mỗi bên đó, anh em lúc mà tháo ra thì để mình đo cho nó cận kẽ luôn. Nó là nó còn 30 phân. Còn 30. Đường đi nó được 30. Đó. Còn cái vấn đề thì nhanh chậm thì tùy anh em chỉnh. Nó có chỉnh thoải mái hết. Còn cái bánh thì anh em muốn thu. Hiện tại thì nó vậy thì nó tương đương với lưỡi. Anh em đưa ra hết thì nó cũng khoảng là 60. Khoảng 60. Ở đây. Còn anh em thu hẹp vô thì nó còn khoảng 30 thì nó cũng, nếu mà đưa ra thì mình xới đất thì mình đưa bánh rộng ra, mình không cần mình thu hẹp. Còn lúc mà mình lên luống thì mình thu vô thì khoảng 30 thì nó khoảng bằng cái lưỡi lưỡi đang tạc á, cho nó hẹp lại. Thì anh em muốn đi cách nào cũng được.
đó thì còn máy này thì em biết rồi đó, thì cũng cũng cái kích cỡ nó cũng giống như mấy con khác thôi. Thế mình đo chiều dài cho, cầm cái máy ra. Chiều dài của nó đây, chiều dài của nó tổng chiều dài là 1,5 m, kể cả tay lái luôn ha. Chiều cao của nó là 80, cái đây là 80 nè. Rồi thì để chút mình khởi động máy cho anh em xem. Máy này thì nó hai số tới, một số lùi. Đó, còn tốc độ của nó thì bốn tốc độ, có nghĩa là anh em muốn thay đổi ở trong cái hộp dây này. Hộp dây này nó có đổi rãnh dây guo đó. Thì thường thường ta gọi là, nói chung là bốn số nó thành 8 số là vậy đó. Con máy này zin hết nha anh em, hoàn toàn là một con máy mà nó chắc. Thì mình chỉ cho là đạn bọng hay là máy bi này kia chưa bị dơ lắc, chụp bánh phót thì chưa xì, nó còn khô, nó chưa xì nè, anh em lắc không được nè. Nó nói chung máy bên mình nó kiểm tra kỹ lưỡng từng chi tiết, anh em về chỉ là đổ dầu nhớt vô, xăng dầu vô là chạy thôi, chứ không có cái vấn đề gì, mình đã xử lý hết. Còn một còn máy bãi mà nguyên bản về anh em mà xử lý lưỡi hay là tất cả bánh này kia nó thiếu một hai chi tiết thì về mình làm cũng mệt mỏi lắm. Đó, còn máy móc đã kiểm tra hết, thì cái máy này mình bán 7 triệu. Đó, cái giá tại cửa hàng là 7 triệu ha. Còn anh em muốn ở đâu trong nước á, muốn hình thức mua cách nào đó thì gọi kết nối Zalo gọi lại. Rồi mà xem con máy nào anh em chốt con nào đó, chốt ngay con này thì gọi ngay lại mình quay. Nếu con máy này còn thì anh em lấy, còn không còn thì lấy mấy con khác, nó nhiều máy đó. Nó nhiều dòng máy để thích hợp cho công việc mình, ngựa công sức lớn nhỏ đủ đủ cỡ cái công việc của mình làm. Rồi mình sẽ nổ máy cho anh em tham khảo ha. Rồi giật máy đi, công tắc nó ở đây nè. Rồi giật đi, máy chạy rất là êm. Này, cho lưỡi nó quay trước cho anh em xem ha. Thật cái này chốt. Đó, kéo cồn lên, đẩy cồn ra phía trước nè, và lưỡi nó quay. Cái này tốc độ lẹ đó, từ nào mà còn ngắt lưỡi ra đây nè, thấy không, ngắt ngắt lưỡi. À, để chạy cho anh em xem ha. Đây mình vô số 1 nè. Số 1 chạy tới, mình thử cho anh em xem thôi. Cái số nó rất là mượt mà, cái dòng máy này nó rất là bền. Có nhiều người xài thì sẽ biết liền. Đó, cái này số lùi. Số lùi đây ha. Đó. Số tiếng nè, mình đi chậm 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 cho anh em đi dễ dễ coi. À, quay đầu bóp cái này, bóp này quay đầu. Chạy số 2 cho anh em xem cho nhanh chút nè. Đó, nó nhanh lên đó, thấy không, cứ lùi lại. Ngắt côn lại đứng hoàn toàn hết. Đó, nó mượt lắm máy. Rồi mình thử vậy thôi, thử cho anh em xem cái hình thức nó vậy đó.
chứ còn máy móc đã kiểm tra hết thì anh em tin tưởng với nhau thì làm. Nói chung là mình ai cũng lớn hết rồi, cũng là cái công việc người mua người bán nó chỉnh với nhau, nói chuyện gì vậy? Nói đâu ra đó. Nói chung là tiền nào của nấy thì nói cái vấn đề đâu ra đó. Đó, không nên mà lạm dụng cái sự mà tín nhiệm con người với nhau mà làm nó sai trái, nó không hay. Cho nên mình rất thích những người mà làm ăn chân chính. Thì nói chung là ai làm cũng vậy thôi, ai làm cũng là kiếm đồng lãi để sống, nông dân cũng vậy mà doanh nghiệp cũng vậy, toàn bộ là sự sống cho nó hợp lý với nhau. Thì mình cũng cảm ơn anh em đã xem cái clip ha. Thôi có gì thì anh em cứ kết nối Zalo, gọi mình một cái rồi kết nối Zalo cho nó rõ ràng, có quay chi tiết con máy nào. Anh em muốn chốt máy nào quay, nếu con máy nào còn thì anh em lấy con máy đó. Còn riêng con máy này mình bán 7 triệu cho anh em. Thì anh em có nhu cầu thì gọi ngay lại mình ha. Cảm ơn anh em nhiều ha.